Hello boy, khỏi không tất cả anh em. Dũng xin phải đây, chào mừng quay trở lại với Minecraft. Và anh em không biết đâu, hôm qua mình đang gọi là đi kiếm mấy bé rùa xong mình trở về nhà. Và thế là tôi gặp đội quân của mafia, nó tới, nó chiếm, tính chiếm nhà mình. Và sau đó tôi và đội quân Cheyenne đã hợp sức lại để chiến đấu với tụi mafia tính tới chiếm nhà của tôi. Cuộc chiến xảy ra rất là căng thẳng, vậy tôi còn bị mất một vài bé Lada nữa. Anh em có thể xem lại ngay bây giờ nha. Này, cho bé này. Này, cho bé này. Có chú đây. Có chú đây. Ấy, không ăn à. Đây là của bé này. Của bé đây. Của bé đây. Mình có một cái dự định anh em ạ. Có một dự định, một kế hoạch rất là to lớn. Chúng ta sẽ tái tạo lại một cái ngôi làng ở đây cho tất cả dân làng ở trong cái cái nhà thờ. Và tất cả những dân làng của mình sẽ không còn phải ở trong cái nhà thờ nó chật chội vậy nữa. Mọi người đều có nhà riêng của mình, cho trong này có 13 người nha, 13, 14 người gì đó. Sẽ có một ngôi làng đầy đủ luôn. Và nó sẽ nằm ở đây, ở ngay chỗ này luôn. Nhưng mà chắc chắn sẽ tốn rất là nhiều công sức và thời gian đây. Dự định thì vậy thôi chứ chưa biết lúc nào làm rồi đâu ạ. Nhưng mà mình thề chắc chắn một ngày đó, một ngày nào đó mình sẽ làm. Chắc chắn. Ôi, mấy bé rùa của anh sao rồi? Có trứng rồi các bác ơi. Mình những quả đài sắp nở hay gì này? Oh my god. Biết lời nào tôi mới lấy được cái mai rùa ở đây. Má nó lâu thì thôi đừng hỏi luôn à. Ăn đi, ăn đi, ăn cho em bé đi nhanh lên. Đúng rồi. Từ cái tập hôm trước cho tới giờ mà cái quả trứng này nó chưa nở luôn nha. Đậu phòng lâu thì thôi đừng hỏi. Ui, cái mai rùa nó kiếm khó phải cứt ra. Mày bị sao đây? Hello. Ui, con này. Rồi, con này bị bệnh gì rồi? Bị tăng động rồi. Anh em có thể nói cho tôi biết là mỗi quả trứng này nó bao lâu nó mới nở không? Chứ là từ hôm qua tới giờ là nó không có nở rồi nha. Nhìn quả trứng này nó hình như nó kiểu như nó sắp vỡ rồi này. Đây không phải là nhà của chú. Ok. Đi ra. Đi ra. Nhà mày à? Đâu rồi, ngựa xương của anh đâu rồi? Nghe nói là ngựa xương có thể cưỡi được dưới nước các bác ạ. Bây giờ lao xuống nước thử xem. Oh boy. Xuống nước được rồi. Được đâu? Hậu. À. Ôi. Ôi bà chạy dưới nước. Ôi easy vãi. Ui, chạy dưới nước phê thế. Được rồi, bây giờ tôi chạy qua cái làng cũ bên kia. Tôi kiếm mấy cái con. Tôi bắn ngựa bố mày nữa. Tôi kiếm mấy con chết đuối các bác ạ. Xong tôi giết nó, tôi lấy mấy cái trident. Tụi này nó xuống nước xong nó thành chết đuối không nhỉ? Ôi ôi, mất ngựa rồi. À, ghê với cha gũng à. Xuống đây nào, xuống đây nào. Đúng rồi, xuống đây và thành mấy con chất đối đây.
Đi đâu đây, mày đi đâu đây? Ui. Ôi. Mắt tôi vừa quay mặt đi cái nó biến hai con luôn. Ây da. Sao tụi mày không cầm cái đinh ba hả? Con cháu thủy cung kiểu gì kỳ vậy? Phải một đứa một cái chứ. Ôi nó biến một đống luôn. Ôi nhưng mà sao không có con nào cầm đinh ba hết? Ôi mà tôi qua vùng đất nào luôn này. Ôi gì này? Nhà của bố nào xây ở đây? Có con mèo đen luôn kìa. Hello. Mày hello. Nhà có phù thủy. Ok, xem nào. Đường vô đây rồi. Nhà của phù thủy, éo có gì hết. The fuck. Ôi, có cái gì đó bên này phải. Ấy, có cái gì đó bên này đấy em ạ. Coi coi thử. Đây rồi. Oh my god. Ai, có mấy con chiếc chuối spawn gần đây này. Thôi mình đứng đây mình phục kích tụi nó thôi. Ê, mày cầm cái gì đây? Này nó cầm cái gì bựa chứ này. Nhìn nó cầm cái vỏ sò phải không? Tao thấy rồi nha. Tao thấy mày phi phi rồi nha. Oh, you fuck bitch. Anh mày tới đây. Được rồi. Mày cầm cái gì đâu? À, mày cầm cái vỏ sò. Ủa sao mày nhiều thế? Hay lắm, đúng rồi, spawn nhiều lên. Đây rồi. Bố thấy mày cầm. Bố thấy mày cầm cây đin ba rồi nha. Bố mày tới đây con ạ. À. Đâu rồi, từ từ, bố lên thở cái đã. Mày phi đi, đúng rồi, mày ném đi, mày ném. Mày ném nhiều vô. Mày ném sướng tay chưa? Đâu rồi? Ném đi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thả đin ba đi. Mày nó đéo thả đin ba. Sao mày cầm đinh ba, mày không thả đinh ba. Đây rồi, thấy rồi nha. Ôi, cần câu xin. Hấp dẫn. Ôi, luck of the sea ba. Cái này càng câu càng hên. Mày cần câu cùi bắp. Ơi, lại cần câu cùi bắp kìa. Cái chỗ đồng băng này vui lắm nha. Wow. Boy. Trời ơi, chạy nhanh kinh. Rồi. Ma thuyền lỗi kìa. Sam thực sự luôn. Ôi. Phải cứt. Tôi quay lại cái làng này rồi ạ. Tôi quay lại làng băng rồi này. Mới ạ. Lần trước là tới đây với Lin. Bây giờ anh em mình qua đây. Nhưng mà lại đi một mình. Đây rồi, cái chỗ này đây. Đấy. Ta qua đó thử xem. Ôi ma, làm thế éo nào mà chúng ta biết trong này ở dưới. Làm thế éo nào mà chúng ta biết ở dưới tâm thám này có cái gì được. Ôi mát, trừ khi các bạn chơi rồi chứ. Làm thế quái nào mà mình biết được. Không. Ôi, nó không có gì hết. Xác định nha, không có cái gì ở dưới này hết. Dưới tấm thảm này không có cái gì hết. Ui, cái rừng toàn là. Ôi. Ôi. Ôi cáo tuyết. Ôi dễ thương thế. Ôi hai con luôn. Phai. God damn. Ôi làm sao đây? Bắt về anh em ạ. Trời ơi, cáo tuyết. Ôi ở đây con nữa. Phai à. Chúng ta phải bắt được hai con, sau đó chúng ta sinh con. Thì lúc đấy mình mới thuần phục nó được. Ui, ui, thấy rồi. Anh thấy rồi. Let's go. Oh boy. Ui, ôi, đây nữa. Rồi, bắt được hai con rồi. Mà, mình vừa mới đứng dậy cái nó chạy mất tiêu. Rồi, đi về nhà. Bây giờ như này luôn này. Bây giờ là mình lấy quả này mình cho nó ăn luôn. Cho nó ăn xong mình lấy con luôn. Rồi, ăn đi. Rồi,
xin con đi. Rồi, đi hết rồi. Bé là được sinh ra là để mà làm thú nuôi của anh nha. Ôi, vậy là tạm biệt mấy bé kia. Còn mình có bé con rồi, đi rồi. Let's go, let's go. Oh boy. Tuyệt vời. Trời ơi, cáo tuyết quá xinh. Quá dễ thương. Ôi, không, nó không chạy rồi, bây giờ nó đi theo mình luôn. Cứ phải nói là hợp lý. Ôi, chạy từ từ thôi. Ai cho bé đây. Ôi, ôi nó dễ thương. Cáo tuyết quen dễ thương quá. Rồi đi đi, go 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 go. Mục tiêu hàng đầu của chúng ta đó là dẫn được bé cáo tuyết về nhà. Oh. Gấu à, anh không cần gấu luôn, anh chỉ cần cáo tuyết thôi. Ôi má, cáo tuyết có chết đuối không mày? Thôi được, không lo không lo, anh bắt cho cái cầu đi qua đây, ok chưa? Đó, đi. Ôi. Dễ thương thực sự luôn đấy các bác ạ. Đứa nào chỉ cần đụng vào một sợi lông của bé cáo tuyết bên thôi, anh chém vỡ đầu hết luôn. Đi ra hết. Con này đi ra. Ôi, chép. Nhà có thành viên mới chép ạ. Cáo con đây rồi. Cáo tuyết và cáo con. Rồi đứng đây luôn hai bé. Vậy là xong nha. Mẹ, nó dẫn nó về đấy nó cực thì thôi đừng hỏi luôn ạ. Ui lớn rồi. Come on. Lớn rồi. Ôi, rồi đi mua đồ đặt tên nhanh. Rồi, mình chả biết cái này cái gì hết các bạn. Ôi. Ôi, cái gì đây? Trời vãi, vãi tên ạ. Ôi không gỡ được. À rồi rồi. Ôi. Có mấy bức tranh nó bựa thiệt sự luôn. Có tên mày à, mày chơi. Mày đỏ với trai anh của bố à. Đây, cáo tuyết. Yeah boy, cáo tuyết với cáo con. Damn. Xuống, xuống hết. Được rồi, để cho tranh của bố lên đây. Ui, dễ thương đấy. Ui, ngon. Hai bức tranh này giống nhau luôn. Mình đang tự hỏi là liệu chúng ta có thể có được cái bộ lông cầu vồng của Jeff không nhỉ? Ta cắt xem thử. Khi nào mình cắt phát nó chết không ta? Éo có rồi nhỉ? Làm gì mà có chuyện vô lý vậy được? Ôi! Ơi không! À rồi rồi rồi, đã hiểu. Vậy nếu chúng ta cắt lông của Jeff thì nó sẽ ra bộ lông của bé cừu cũ. Bé cừu khi mà chưa còn là Jeff cơ. Sau khi tiến hóa thành Jet thì cắt lông vẫn là lông cũ. Ok, đã hiểu. Rồi, bây giờ anh em ta sẽ đi kiếm nguyên liệu và sau đó chế tạo một chế tạo bức tượng để triệu hồi triệu hồi boss đầu tiên trong cuộc hành trình phiêu lưu của chúng ta trong Minecraft. Đó là con Wither. Thực sự là mình chưa thấy một cái thử thách gì nào đó mà mình có thể uýnh gọi là sướng tay trong cái tựa game này, gọi là uýnh khô máu trong tựa game này hết các bác ạ. Bây giờ anh em ta sẽ thử triệu hồi Wither, sau đó chiến với nó thử xem là liệu anh em ta có chơi lại nó hay không với đồ đạc của mình hiện tại. Bụi sát gần hư hết luôn ạ. Ok, bây giờ anh em ta qua bên chỗ gì nhỉ, pháo đài, và sau đó anh em ta kiếm cái con xương đen hay gọi là xương gay. Thở à mày. Thở này thì thở. Ôi. Ôi thôi xong. Bắn hư mẹ câu ơi. Con điên này. Lát đi ngu ngu thế nào mày rơi xuống thì chết à. Vậy nè, ta đi kiếm mấy con. À đây này, vừa nói cái có hai. Ôi. Ôi một đống luôn. Cảm ơn. Qua đây nào các bác. You bitch. Rồi. Nếu mà mình kêu thằng này mà nó rơi được cái đồ sọ ấy thì mới có đồ để gọi là chế tạo lại bức tượng Wither các bác ạ. À. Nó phải ra cái đầu sọ nha. Đứng bên đây ba bốn con rồi. Đây ơi. Ôi em uýnh nhầm. Ôi ma, rồi nó uýnh tới chết luôn. Em uýnh nhầm, em xin lỗi. Ôi nó kéo một đàn tới nó uýnh em luôn ạ. À. Ôi nó rơi cái đầu sọ hay gì kìa. Thấy không? Ôi!
đại chiến lên heo rồi. Ui mất đại chiến lên heo rồi. Chết hết luôn. Ôi rồi. Rơi ra đống đồ vàng luôn. Ôi kiếm mấy con xương đen này khó nha. Ở đây này. Hai con luôn. Come on. Ôi nó không rơi luôn nha. Trời ơi. Lại đi men. Đúng rồi. Come on. Ba con mà nó không rơi ra cho một cái bốn con luôn kìa. Ôi nó không rơi ra cho một cái kiến luôn. Pha. Đâu rồi? Đây rồi. You bitch. Ôi nó không. Cho một cái đầu lâu đi anh ơi. Có một cái rồi. Bao nhiêu cái vậy? Từ nha, tôi ra xem là nó cần bao nhiêu cái. Cái gì cơ? 5% á. Tỷ lệ, anh em biết tỷ lệ của cái đầu lâu này ra là bao nhiêu không? 5%. Hèn gì mà nãy giờ tôi đánh hoài nó không ra luôn nha. Mà bây giờ bỏ một đống thời gian ra ngồi để cày này. 5% phải đến khi nào mới xong ra. Kéo lên heo lại đại chiến lên heo. Đấy. Come on. Ok. Rồi, chui vô đây hết luôn. Đúng rồi. Ai. Ê heo không cháy. What? Ok. Easy. Anh ra đây nào, bước lại đây luôn. Anh ra đèn. Anh ra đèn chính chôm cái cục nether của em à. Bắn cái lin. Ôi thêm cái nữa. GG. Tuyệt vời. Ôi, nó chỉ có 5% thôi nha. Ôi, mẹ khóc. Không ra nước mắt. Rồi, one more. Một cái nữa thôi. Chỉ cần một cái nữa thôi. Cái chỗ này nó ra cái con xương đen hoài luôn. Ôi. Mình cứ tới chỗ này là mình đánh cái con xương đen này. Ôi, nó không rơi kìa. Rồi, bước này. Cho em xin cái đầu đen. Nó cho cục than à. Bullshit. Không có. Ôi đây rồi. Nó rơi đi anh. Cho em xin cái đầu đi anh. Cho em xin cái đầu đi anh. Lại cho than à. Fucking hell. Ở đây kìa. Nguyễn xương đen kìa. Em qua đây anh ơi. Thấy rồi nha. Ui hai bé luôn. Come on. Cho em cái đầu lâu đi anh ơi. Đầu lâu. Fucking bullshit. Phù hộ độ trì cho em được cái đầu sọ đi. Cho em đi. Ôi, lại còn bắn tôi nữa. Ôi hai con luôn. Ui. Cứ phải nói là hợp lý. Mẹ tay ra tụi này nó đứng đây nãy giờ. Ui phải. Tụi mày đứng đây nãy giờ phải không? Cho anh mày đầu sọ đi. Cho xin đầu sọ đi. Không cho đầu sọ. Cho đầu sọ đi anh ơi. Cho một cái nữa thôi ạ. Không cho ạ. Mẹ cay thiệt sự luôn. Cho đồ sọ đi anh ơi. Cho một cái nữa thôi. Đéo cho à. Rồi cho thêm cái nữa thôi anh ơi. One more. Đéo cho à. Cày phải lìn mấy thằng này luôn á.
thì ngồi đây mấy tiếng luôn á. Ngồi đây lâu lắm luôn mà. Còn một cục nữa mà máy nó không cho nha. Mày xuống đây. Đây là mày cho bố không thì báo. Nó vẫn đeo cho ạ. Chỉ cần một cục nữa thôi. Đây rồi, bố mày thấy hai con luôn. Mày bước xuống đây. Đúng rồi. Cho bố mày không thể bảo. Đâu rồi, thêm con nữa. Ê mày cho bố không thể bảo. À, hai con luôn mà nó không cho ạ. À, bullshit. Bây giờ em lại anh luôn á. Đeo cho ạ. Come on. Come on. Anh ơi, nên cho em đi về nhà cái anh ơi. Đeo vô ạ. Bullshit. Hai cái hoài luôn ạ. Đấy. Bố mày đây này, đi vô đây. Đây đúng rồi, chỗ đây. Đứng ở đấy lâu chưa? À, con này đứng ngoài đấy là có khi là có lý do hết đấy nha. Cho em một cái thôi. Cho một cái thôi anh ơi, anh ơi. Em lầy em luôn á. Em lầy em luôn á. One more. Cho em một cái nữa thôi. Mẹ khóc mất. Thôi game cay. Cái gì đây nữa? Mà... Ok, ở đây, ba con. Ba con nha. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Oh no. À, một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong Minecraft đi kiếm đầu lâu của Wither. Mới nó cực thì thôi đừng gọi. Ôi. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm luôn, ba cái rồi. Anh em nhìn how many xương mà tôi có từ mấy cái con xương đen này. Mà nãy giờ tôi giết phải 100 con rồi đó. Trời đất ơi. À, cứ mỗi con là một cái đi, mà 100 con rồi. Con hai cái. Oh my god, đi về. Ôi, một trong những cái nhiệm vụ nó cực khổ nhất mọi thời đại luôn á. Đi về. Đâu rồi, đừng về đâu. Nhào vô mẹ, nhào vô. Xuống đây. Come on. Chơi hết luôn. Anh mới chơi từng đứa một. Bước như vậy. Nhiều dễ sợ. Trời, kiếm vàng chưa bao giờ dễ như vậy. Rồi, đã sửa đồ xong, cái giáp còn ok phết. Ui. Bây giờ anh em ta sẽ triệu hồi quái vật Wither. Để thử xem là nó triệu hồi như thế nào đó. Bây giờ anh em biết sao không? Bây giờ mình nghĩ là một mình chơi éo lại đâu. Kéo thêm đoàn quân gì đấy nữa. Và mình nghe nói là cái con Wither này nó kiểu nó phá nhà, phá cửa gì rất là ghê. Anh em gợi ý mình là nên kéo nó ra chỗ nào đó rảnh tay để cho nó đỡ, cho nó khỏi phá nhà mình. Ok boy, để xem nào. Mình biết rồi các bác ạ. Ôi, mình chế một đoàn quân trai anh luôn. Cứ mỗi con, cứ mỗi trai anh là 4 khối. Là 4 khối sắt nha. Ôi, rồi xong, rồi tôi vác hết sắt của tôi đi luôn. 9 10, rồi, tôi hết sắt luôn. Rồi, sạch sẽ luôn. À, còn được có mấy viên. Rồi, vãi. À, nó chế 10 con golem luôn ạ. Rồi, còn thêm 2 cái này nữa là đủ 10 con. 10 con golem với Yu Senpai. Đội quân chiến binh này mà uýnh không lại cái con Wither gì đấy thì thôi. Tôi phải đem một đống cái hồi sinh luôn. Tôi không biết con này nó mệt như thế nào các bác ạ. Có khi bây giờ tôi uýnh không lại nữa cũng nên á. Lít, bây giờ mấy đứa là ở nhà nha. Em đi ngủ xong mai đại chiến với Wither. Rồi căng thẳng với nồi ạ. Đầu tiên là mình vứt đồ xịn của mình ở nhà hết đã. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần đặt 3 cái đầu lâu lên đây nữa là xong. Chúng ta sẽ triệu hồi được quái vật Wither. Rồi bây giờ ta đặt cái này xung quanh. Mày Wither mày chơi với trai anh bố phải không?
Oh my god. Làm gì này? Ôi ơi, thôi chết. Quên lấy thịt rồi. Lấy thịt mà hồi máu chứ. Đậu phộng. Tính dây nào, đoàn quân Giant có ta. Rồi, em xin lỗi, em đặt ngược. Ôi, sao con này nó không lên này? Vô lý vậy. Đúng rồi. Ôi, cái gì vậy? Em xin lỗi, em xin lỗi. Ôi, con này nó bị điên rồi. Rồi, có hai con bị điên rồi. Thôi, thôi, tám con cũng được. Bố mày chấp ạ. Ôi, ôi, mẹ ơi, cứu, cứu, cứu. Đúng rồi, bính nó cho em. Mày, mày chơi không? Ê, em bắn nhầm, em bắn nhầm. Gì đây, nó, gì đây, nó không bính tôi luôn à? Ôi, what the fuck? Ôi, nó bay, nó phá nhà. Qua đây, con qua đây, con qua đây. Kinh vậy. Kinh vậy, kinh vậy. Kinh vậy. Kinh vậy. Ghê quá vậy. Rồi mấy anh trai em không giúp được gì hết luôn. Nó phá kinh mấy cái cả. Nửa cây rồi đó, nửa cây rồi đó. À, ta. Mày có ngon bước xuống đây. Mày ngon để bước xuống đây. Ngon bước xuống đây. Bước xuống đây. Bước xuống đây. Bước xuống đây. Trên đấy bắn hoài luôn hả? Bước xuống đây. Ôi ơi. Ui. Tao chơi mày luôn này. Tao chơi mày luôn này. Không được, không được. Chơi mày luôn này. Chơi mày luôn này. Chơi mày luôn này. Thôi mày luôn này con ạ. À. Mà khô máu với mày luôn này. Ái, tới nơi, tới nơi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi, what the fuck? What the fuck? Có cái gì bay bay trên kia kìa. Thôi mày luôn con này. Đừng chơi mày luôn con này. Ôi, ai da. Kinh người ta. Ô trời mày luôn này. You bitch. Da. Holy fuck, cái gì? Ôi. Tôi được một món đồ mới. Anh em ta đã đánh bại được Wither. Tuyệt vời các bác ạ. Trời trâu phết luôn á. Trời. Kinh nhờ rồi, men Golem không làm được cái gì hết luôn. Trời ơi, em mất một đống luôn. À, em mất một đống sắt luôn. À, what the fuck. Vậy là một mình tôi solo với con Wither luôn. Men không làm được cái cục cất kia luôn. Nó cho tôi cái bông Wither Rose. Một bông hoa hồng Wither. Không làm được cái gì cho tôi hết luôn. Mẹ. Nó phá tanh bình cái chỗ này luôn này. Bảo sao mà nó, bảo sao mà mình không nên uyến nó trong nhà là phải rồi, là chuẩn rồi đó. Ôi, ôi như này. Tanh bình cái chỗ này luôn. Phải trường. Ok. Xong rồi các bác ạ. Tôi đã đánh bại được Wither rồi. Anh đã đánh bại được Wither rồi mấy đứa. Damn. Woo. Ồ, có cái gì này. Ôi, beacon này là cái gì đây? Obsidian glass. Ô, đơn giản thế. Obsidian một đống, glass một đống. Rồi sao nào. Glass. Rồi, nether star, ngôi sao nether. Ôi, beacon. Damn, cái này cái gì vậy ta? What? Thì ra là chúng ta phải đặt mấy cái khối này ở dưới các bác ạ. Nên phải đặt tiền ở dưới thì nó mới khởi động
anh em ta phải đặt những cái khối gọi là hiếm ở dưới thì nó mới khởi động. Nghe nó vô lý vậy. Có được một block kim cương thôi đó. Bọn mày tự kiếm thêm đi nha. Ok. Và bây giờ ta đặt khối này lên trên để xem nó có tác dụng không. Bring home the beacon. Damn. Như này. Trời, nó dọi một phát lên trên trời luôn ạ. Hay vậy ta. Ôi, nó có cái gì luôn. Hay quá vậy. Vậy là Boss Wither đã cho chúng ta một cái đèn hiệu. Ui, nhìn ngon thế nhỉ. Nhìn ảo diệu thiệt luôn á. Chúng ta có đây một cái bông hoa. Một bông hoa Wither. Ủa sao mày lâu mọc lông thế. Để tạm đây vậy. Khi nào đó mình sẽ sửa lại sau. Ui, nhìn ảo diệu thiệt sự luôn á. Damn. Bây giờ anh em ta sẽ đi kiếm kho báu. Tiện thế luôn. Đó là anh em ta sẽ xuống nước và kiếm cái con chết đuối. Tìm cái đinh ba các bác ạ. Mình rất là muốn được cầm cái đinh ba trong tay. Rồi. Để bố mới xem là mấy chú đã nỡ chưa nào. Nỡ chưa vậy. How the fuck. Đây rồi. Lên thở phát nào. Đã thấy kho báu. Dâu lâu. Có kim cương. Có vàng. Rồi có sắt. NTN. Alo TNT. Rồi lại cá. Thôi cá cho xin khỏi đi. Rồi. Vậy là đã xong một cái nha. Ngay chỗ mình đứng luôn này gì này. Rồi, ngay đây rồi. Ok, quất thôi. Trời, sâu thế. Full luôn. Full tủ đồ luôn. Ngon. Bữa nay em gặp thằng nông dân kia nữa, đỡ. Nhưng mà toàn vàng với lại là iron không à. Sâu nhỉ. Ôi, nó cầm cái đinh ba kìa em ơi. Rồi mày chết ven luôn con à. Bước lại đây. Đúng rồi, phóng nhiều vô. Ôi, nó đeo rớt cái đinh ba. Oh fuck. Rồi, sao nào? Ngay dưới chân rồi. Đây rồi. Đây phải không? Rồi, ngay chính chỗ này luôn. Đào thôi. Chạy đi đâu cho được. Trời ơi. Bữa này tôi thành đào kho báu rồi này mà. Đào nhìn mấy trướng luôn. Rồi, ba cái luôn. Tiền tìm một đống luôn, là toàn lại cá nữa. Shit. Tuyệt vời. Sau một buổi đi đào kho báu mệt nghĩ, anh em ta về tới nhà rồi. Vẫn còn một vài cái kho báu chưa đào nữa. Nhưng mà thôi, hôm nay là lâu lắm luôn á. Hôm nay là 4 tiếng rồi đó. Về nhà rồi. Đây là thành quả của một buổi đi đào 4-5 cái kho báu gì đó. 18 emerald, một đống gọi là thỏi sắt. Rồi là giấy tờ, rồi cần câu, rồi ba cái mắt của biển. Được chưa? Ôi! Cái đi... Mày, tụi mày bị điên à? Rồi, xong luôn. Rồi, ôi, một đống rùa luôn. Ôi, tụi mày bắn một con. Ôi, mày chết luôn. Mày chết luôn con ạ. Chết luôn. Mày. Ôi, một đống rùa con luôn ạ. Tuyệt vời anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem tập 14 của ngày hôm nay. Chúng ta đã đánh bại được Wither và anh em đã xây được một cái cột trụ. Trời ơi, nó cao quá trời cao. Cái này là một cái sóng gì đấy mình éo biết. Nhưng mà cái này là đèn hiệu các bác ạ. Tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Và trong tập sau anh em mình có khá là nhiều thứ đặc biệt để làm đây. Và tập này mình sẽ không tiết lộ nha. Được rồi, hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo. Sẽ ra mắt sớm thôi. Bây giờ mình dự xếp bài. Xin chào và chúc ngày tốt lành. Nhớ đấm vỡ nút like nha. Bye bye. Oh my God.